Giỏ hàng của nhà thiết kế Thái Công bất ngờ biến mất sau khi cộng đồng mạng đổ xô mua sản phẩm 99k, ai cũng thắc mắc lý do. Mạng xã hội TikTok mới đây đã được một dịp rộn ràng khi mà nhà thiết kế Thái Công có phiên livestream bán hàng đầu tiên thu hút rất nhiều lượt xem. Đặc biệt trong phiên livestream này, bên cạnh những sản phẩm có giá cao ngất ngưởng lên đến cả 100 triệu đồng, thì còn có một sản phẩm chỉ 99k để ai cũng có cơ hội mua được. Đó là một chiếc túi có in câu khẩu hiệu được nhà thiết kế liên tục gửi gắm suốt thời gian vừa qua là kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Đặc biệt, chiếc túi này còn được nhà thiết kế trực tiếp ký tên, được xem như là một bản gốc. Với giá trị như vậy mà giá thành chỉ có 99k là đã có thể trở thành khách hàng của Thái Công, nên rất nhiều người đã nhanh chóng đặt hàng khiến sản phẩm này bán hết. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau phiên livestream, nhiều người đã phát hiện ra rằng giỏ hàng trên TikTok của nhà thiết kế Thái Công đã không còn một sản phẩm nào.